Đức Thảo, Chiến Trường Ca, Hồi Ký. Tác giả Đức Thảo, giọng đọc Hải Yến, số 22. Chuyện ở Poipet, 1985. Khi chưa bước vào chiến dịch C-85 và thi công công trình K-5, Poipet vẫn mang vẻ bình yên đã có. Sau thời gian đầu, những sự kiện như đã kể xảy ra xong, không khí bắt đầu trở nên trầm lắng hơn. Cả đơn vị lại quay về làm nhiệm vụ củng cố và trực chiến. Về hình thái, Poipet gần giống như một ngã ba con voi thu nhỏ lại. Phía trước đối diện là đồn cửa khẩu của quân đội Thái. Hướng nam về phía mỏ vẹt là cứ Pốt, còn hướng bắc là hoạt động của bọn Para. Phần đất này như một mũi nhọn đâm vào đất Thái nên cảm giác về địch rất gần. Nhưng vì khu vực dân cư lâu đời của Thái cũng ở xung quanh, mà quan trọng là đồn cửa khẩu của chúng đang nằm sát ta, nên phía Thái không bao giờ cho phép Pốt hoặc Para được hoạt động gần khu vực này. Nên tình hình của ta nhất thời cũng không có gì căng thẳng. Chỉ phải quản lý chặt đơn vị và đối phó với các thủ đoạn chiến tranh tâm lý của chúng mà thôi. Do chưa được triển khai nhiệm vụ gì cụ thể, không có lệnh hoạt động mạnh ra xung quanh, nên công việc của anh em lính trắng chỉ gói gọn trong mấy từ: củng cố và sẵn sàng chiến đấu. Mà Poipet vốn trận địa và nhà cửa rất hoàn chỉnh và chắc chắn, nên chủ yếu lính tráng chỉ nghỉ ngơi và gác sách, chứ không phải làm gì nặng nhọc nhiều. Riêng với ban chỉ huy lúc đó, vấn đề nội bộ là khâu quản lý quân số khá căng. Vì với đội hình và quân số khá đông, cả ba đồng chí trong ban chỉ huy có đi lại liên tục cũng khó quản lý hết quân số cho nghiêm. Trong khi hai đồng chí kia thì họa hoàn lắm vài ba ngày mới xuống đến những bộ phận mình thích, như là một chuyến dạo chơi, chứ hầu như không nhắc nhở triển khai gì. Chỉ còn cố nắm được dàn cán bộ AB để thông qua đó nắm được tình hình diễn biến tư tưởng của anh em trước mắt. Còn những việc xảy ra đã thành quy luật, như anh em hay tập trung một chỗ văn nghệ văn gừng, trốn qua Thái chơi, thậm chí có thể trốn ra chặn đường buôn chỉ cách cửa khẩu về hướng bắc vài trăm mét, thì không thể một sớm một chiều ngăn chặn ngay được. Về đây, ban chỉ huy đại đội còn một vấn đề nữa là làm nhiệm vụ giao nhận thư của hai nhà nước Campuchia và Thái. Nhớ lại lần đầu ra nhận thư, tôi vừa đi vừa suy nghĩ miên man, không biết thế nào. Khu vực giao nhận thư từ giữa hai bên là đoạn giữa cầu ranh giới, được đánh dấu bằng một lớp rào bùng nhùng kéo ngang, phải đi qua nhiều lớp mìn, cối, lính ta gài nằm lù khổ. Khung cảnh đầu tiên đập vào mắt tôi lúc đó là phía bên đồn Thái được đắp bằng một bờ cao cỡ ngang ngực. Chỉ chừa con lộ để đi lại là hàng chục tên lính đang đứng lăm lăm các loại súng ngắm về phía ta. Tên đồn trưởng của chúng rất cao to, đang đứng phía sau cả đám cận vệ che chắn phía trước để chờ đợi đưa thư. Bất giác, tôi muốn bật cười. Vì so sánh giữa người đưa thư và nhận thư lúc đó thật khập khiễng. Một bên là tay đồn trưởng cao to và cả một trung đội bảo vệ phía sau, phía trước, trang bị đến tận răng, có cả máy PRC-25 mở ẻ ẻ trực chiến. Bên ta thì chỉ có tôi, hai đồng chí bảo vệ và đồng chí gác ngày ở chân cầu phía sau. Chưa hết, khi anh em ta tiến đến giữa cầu còn phải vén áo quay một vòng, để lính Thái không thấy mang theo vũ khí và lựu đạn, thì chúng mới từ từ tiến đến để đưa thư. Lúc này tôi mới quan sát kỹ tên đồn trưởng đối thủ của mình. Quả là quân đội Thái cũng tuyển chọn sĩ quan khá kỹ. Tên này rất to con, cỡ tôi lúc đó chỉ đứng ngang vai nó. Nghe nói cỡ cấp tên này là phải dân có trình độ đại học của Thái, nên trình độ và nhận thức khá cao. Về tuổi đời chắc phải hơn tôi gần con giáp. Từ quan đến lính chúng đều tác phong rất nghiêm chỉnh. Đầu tóc hớt cao kiểu ba phân, quần áo ủi láng cóng, những bộ đồ biên phòng rằn di rất đẹp, không chê vào đâu được. Cũng chính vì vậy mà đến lần thứ ba
chúng mới chịu giao thư. Vì hai lần đầu thấy tôi mặc đồ hạ sĩ quan lại lạ mặt, chúng không chịu giao vì nghĩ không phải đối tượng. Đúng là hạ sĩ quan mà, nhưng lại có quy định chỉ người có quyền hạn cao nhất mới được nhận thư. Thật rắc rối, không đưa thì quay vào. Đến khi kêu mấy lần, chỉ thấy tôi ra nhận, chúng mới miễn cưỡng đưa thư cho tôi. Mãi đến sau này có một chuyên gia của ta ở Xoài Riêng, quê Long An, lên quản lý dân công làm K5 vượt biên qua Thái. Chúng gọi tôi ra, cho tên này núp trong đồn nhận diện. Đúng, chúng mới thay đổi thái độ với tôi. Trở lại việc đưa thư, chắc có đồng chí nghĩ thì chỉ việc một bên đưa, một bên nhận là xong chứ gì. Nhưng không phải như vậy. Toàn bộ những gì xảy ra giữa ta và Thái trong thời gian đó đều nằm trong kiểu chiến tranh tâm lý, các đồng chí ạ. Bức thư được kẹp trong một cuốn ảnh Playboy mà hình bìa chúng cố tình cho ta nhìn thấy là một cô gái lõa thể ở trong tư thế mà chỗ nhạy cảm đập vào mắt ta rõ mồn một. Nếu ta không suy nghĩ ra vấn đề, thò tay vào cầm, sẽ có ánh chớp chụp ảnh ở góc nào đó trong đồn chúng lóe lên ngay. Và vài ngày sau, có thể ảnh bạn sẽ chu du về tới Bangkok không chừng. Thuyết phục mãi mà không được, tên đồn trưởng liền vạch lá thư ra, đưa cho tôi. Lúc này tên phiên dịch lại yêu cầu cho nó bắt tay. Tôi nói, giữa tôi với anh cũng chỉ là người lính bình thường, nhưng vì lệnh chỉ huy không cho phép, anh nên thông cảm. Tên đồn trưởng liền hô một tiếng lớn, có mấy tên lính vội vã khiêng tới cả một thùng đồ hộp cùng vài cây thuốc lá. Nhưng tôi ngay lập tức quay đi cùng với lá thư mà không nhận gì của chúng. Thời điểm này đang chuẩn bị cho các chiến dịch lớn, nên giữa bạn và chính quyền Thái thường xuyên có thư từ qua lại liên tục. Tầm khoảng 3 đến 4 ngày là có giao dịch một lần. Một điều mà lúc đó tôi khá suy nghĩ là cả tiểu đoàn có một chiếc mô tô cổ lỗ sĩ, máy chạy như xe tăng, và chỉ có một cán bộ tiểu đoàn là được sử dụng. Ngay cả từ Poi Pet, các đồng chí thông tin phối thuộc đưa về bằng quốc bộ đã mất gần một giờ đồng hồ, rồi đi từ tiểu đoàn về phía sau qua bao nhiêu chặng nữa, rồi về tới Nông Penh không biết mất bao nhiêu thời gian, sau đó lại quay lại rồi chuyển về Bangkok, thì có kịp thể hiện ý đồ của hai nhà nước hay không? Trong một lần chuyển thư của chính quyền bạn cho phía Thái, tôi đi cùng đồng chí Cao, B phó B3, lính 82 Gò Vấp và một đồng chí 83 Hà Sơn Bình. Khi đưa thư xong rồi, phía Thái không chịu quay về đồn mà đứng lại sổ ra một tràng tiếng Thái. Tên phiên dịch không nói gì thêm nên biết chắc là chúng đang chửi bậy. Đồng chí Cao liền nổi nóng sổ ra một tràng tiếng Việt. Thật kỳ lạ là mặc dù không biết tiếng lẫn nhau nhưng nghe chửi là bên nào cũng có cảm giác được hết. Đồng chí Tính thấy vậy liền nói, anh Thảo đứng lui về một chút anh, coi chừng nó chụp anh kéo qua hàng rào đó. Bất ngờ, đồng chí Cao thò tay vào túi quần, rút ra một trái lựu đạn giơ lên làm động tác rút chốt. Tình huống xảy ra quá bất ngờ, tôi còn cảm thấy sửng sốt. Còn lính Thái thì khỏi nói, cả quan lẫn lính xô nhau té chạy một mạch về trong đồn mới dám quay lại chỉ trỏ phân bua. Bởi vậy, không biết về mặt ngoại giao, trong những lá thư hai nhà nước viết gì, nhưng những thằng lính làm nhiệm vụ đưa thư thì có lúc cũng găng nhau từng tí. Việc đưa thư chỉ là một hoạt động nhỏ, phải kể để anh em nghe chơi thôi. Tất nhiên là bên trong nó cũng lắm trò, như đưa thư xong có lúc chúng còn chiêu dụ như nếu sĩ quan Việt Nam mình qua Thái sẽ được phong thêm 2 cấp, tiền lương quyền lợi rất nhiều, có nhà cửa, không có chiến tranh, còn thêm khoản gái gú thoải mái nữa. Cái mà tôi ngán ngẩm nhất khi về chỉ huy khu vực này lại chính là từ phía bên ta đưa lại. Vì tính chất nổi tiếng của Poi Pet lúc đó nên thường xuyên cửa khẩu lúc nào cũng hay đón tiếp những đoàn khách vô cùng bất đắc dĩ. Lệnh của trên là nghe truyền khẩu thôi, chứ chưa lúc nào tôi thấy văn bản chính thức. Chỉ huy đồn có nhiệm vụ ngăn chặn các hành động cố ý vượt biên bằng đường cửa khẩu, không để xảy ra tình trạng gây mất văn hóa như xin xỏ cười giỡn giữa bất kỳ ai phía bên này với phía bên kia. Nếu vi phạm nghiêm trọng, đồn trưởng có quyền bắn bỏ đến cấp chủ tịch huyện.
mà đúng là về mặt tâm tư tình cảm cũng khó. Các đoàn quan chức bạn toàn đi các loại xe ô tô đời mới lúc đó, đang công tác đến Sisophone cũng muốn nhìn thấy cái nơi gọi là tiền đồn của đất nước mình, muốn nhìn thấy bên kia đất Thái, nơi vùng đất gọi là thế giới tự do. Nhưng có lẽ buồn nhất là anh em lính mình. Từ các đơn vị phía sau tranh thủ trong một lần công tác, lội bộ bao nhiêu cây số để được lên một lần nhìn thấy cửa khẩu. Không biết các trạm gác dưới tiểu đoàn kiểm soát ngăn chặn thế nào mà ở ban chỉ huy đại đội cứ nghe điện thoại đổ chuông suốt. Có ngày đến vài ba bận báo có đoàn vào tham quan cửa khẩu như một khu du lịch nào đó bây giờ. Có những lúc, thường là anh em bộ đội ta, khi đến trạm gác nghe anh em giải thích thì vội quay về. Có khi có anh em quen trong đơn vị bảo lãnh xin xỏ, ban chỉ huy cũng đồng ý cho vào tham quan với điều kiện có người kèm và để toàn bộ vũ khí lại không được mang theo và không được vượt qua vị trí gác ngay đầu cửa khẩu. Còn nhớ có một lần anh em trạm gác báo lên có một bộ phận mấy đồng chí ở phía sau lên năn nỉ anh em cho được một lần vào tham quan cửa khẩu. Anh em ngăn chặn không cho vào, hiện còn đang ngồi ngoài cổng chưa chịu quay ra. Khi tôi xuống cổng thì thấy có 5 đồng chí đang ngồi dở cơm vắt ra ăn trong cái nắng. Sau khi tìm hiểu, biết những đồng chí này ở đơn vị phía sau rất xa, tất nhiên không phải là tiểu đoàn của tôi rồi. Trong một lần công tác lên, cứ nghĩ cửa khẩu còn gần nên rủ nhau lội bộ hàng mấy tiếng đồng hồ với mong muốn được một lần nhìn thấy cửa khẩu. Thật tội nghiệp, những con người đang chấp nhận đổ xương máu để góp phần giữ vững cái cửa khẩu này, bây giờ đã đến đây muốn tận mắt nhìn thấy nó như thế nào mà không được. Biết là vi phạm quy định, nhưng nhìn thấy cảnh này tôi cũng khó làm ngơ. Sau khi phổ biến một số quy định bắt buộc để bảo đảm an toàn, tôi liền cho anh em Poi Pét hướng dẫn những đồng chí này lên cửa khẩu tham quan. Đúng là chỉ là chuyện tâm tư, do trên cứ sợ tình trạng vượt biên nếu Poi Pét thiếu kiểm soát. Chứ đa phần, anh em lính tráng phía sau vì tò mò, vì tâm tư mà lội bộ miệt mài hàng vài tiếng đồng hồ từ phía sau lên chỉ để nhìn thấy Poi Pét. Thời đó cũng chẳng có gì đặc biệt lắm. Khổ nhất là phải tiếp mấy ông bạn ca. Họ thì không biết tiếng mình, mà mình lại càng không biết tiếng họ. Tiểu đoàn có phát vài cuốn sách tự học, mà học có vô đâu. Phiên dịch cũng chẳng có. Khi lên đến cổng, họ xin vào thì cũng đoán là cán bộ cấp huyện tỉnh gì của bạn, qua tuổi tác, qua xe cộ, có khi qua phong cách nữa. Thường thì họ chỉ đến tham quan, chỉ trò chụp hình, trong thời gian quãng chừng 30 phút thì lại quay về. Có đoàn dừng lại ở ban chỉ huy, nhảy xuống bắt tay cảm ơn. Cũng có đoàn xong việc quay ra không một lời từ giã. Có một lần tiếp một đoàn không biết tỉnh nào ở phía sau lên. Khi ra tới cầu, đột nhiên một quan chức đi xăm xăm về hướng Thái, vừa đi vừa réo. Khi đến khu vực hàng rào bùng nhùng, vị quan chức này liền đón nhận nguyên một cuốn ảnh Playboy, xong còn có ý định leo qua hàng rào sang đất Thái theo lời mời của chúng. Sự việc xảy ra quá đột ngột, ngay trước mặt nhiều người cả ta và bạn mà không ai có phản ứng gì được. Tôi chỉ kịp chạy theo túm lấy lưng quần ông ta và gọi đồng chí gác chạy lên khống chế đưa về phía sau. Mặc dù lệnh trên đã có, nhưng trong tình huống này dẫu có súng, chắc tôi cũng không biết phải làm gì. Cũng may là sự việc chưa đến nỗi xấu lắm. Nhưng từ đó có đưa đoàn nào ra tham quan, tôi phải dắt một khẩu K54 vào lưng quần cho chắc cú. Vào một ngày đẹp trời lắm, ban ngày mây xanh trong vắt, buổi chiều đã hơn 6 giờ mà bầu trời vẫn còn sáng sủa, không khí lành lạnh miên man. Đột nhiên, bên Thái phía biên phòng của chúng, không khí trở nên trộn rộn khác thường. Tiếng thử loa qua micro của chúng vang dội xuống tận nhà ban chỉ huy. Sau buổi cơm chiều, tôi liền cho nối máy xuống các bê hỏi thăm tình hình và nhắc các bê cảnh giới với tình hình đang xảy ra ở cửa khẩu. Đến 7 giờ,
trao đổi với hai đồng chí còn lại trong ban chỉ huy một số phương án xong, khoác vội khẩu AK lên vai, tôi thả bộ lên B3 hướng cửa khẩu, xem chuyện gì xảy ra hôm nay bên đất Thái. Đập vào mắt từ xa là hôm nay cửa khẩu có vẻ sáng rực lên bởi một ngọn đèn cao áp. Thông thường bọn Thái đâu cho ánh điện hắt ra bên ngoài, hôm nay sao nó có vẻ chơi sang quá vậy. Đến vị trí gác, anh em cho biết từ chiều đến giờ phía bên Thái hay cho từng tốp 2-3 con nữ quân nhân vận toàn váy ngắn cũn cỡn ra đứng ở cổng đồn la hét, vẫy tay và nhún nhảy khiêu khích dữ lắm. Anh em không biết ý định nó làm gì nhưng cũng đã triển khai ra trực chiến dọc chiến hào từ lúc ăn cơm xong. Bất giác, tôi nhớ tới lực lượng Phượng Hoàng dưới thời chế độ cũ, lực lượng được lập ra để phục vụ công tác tâm lý chiến và kích động tinh thần binh lính khi cần. Nếu vậy thì hôm nay ý đồ bọn chúng tổ chức cái gì đây? Hỏi lại đồng chí Dung, B trưởng, thì từ trước khi tôi về tới nay chỉ thỉnh thoảng bọn Thái mở nhạc nhảy nhót với nhau ầm ầm trong đồn, nhưng lính ta không nhìn thấy. Còn hôm nay tổ chức của chúng có vẻ bất thường hơn. Ngọn đèn cao áp của chúng lúc này sáng quắc, nhưng phần đuôi quay về phía ta, còn ngọn đèn lại chiếu về hướng Thái, nên phía ta vẫn tối thui, còn toàn bộ cổng đồn phía Thái thì trở nên sáng rực, soi rõ từng chi tiết mà có khi ban ngày ta còn không nhìn thấy. Nó muốn ta phải tập trung nhìn vào một khu vực chúng đang chọn sẵn. Đặc biệt, cho đến giờ hoàn toàn không thấy một bóng lính nào của chúng. Bắt đầu tiếng la rú hết cỡ nổi lên, tiếng đàn ông nghe không hiểu nội dung nhưng giọng có vẻ rất đều. Tiếng phụ nữ cười ré lên từng chập như đang chơi trò gì thú vị lắm. Rồi các tiếng động chạm da thịt với nhau nghe chùn chụt, tạo thành loại âm thanh dễ làm nóng mặt những chàng lính trẻ quân tình nguyện của mình. Bất giác tôi quay nhìn những anh em dưới quyền đứng gần mình nhất, cố tìm diễn biến trên từng khuôn mặt trong màn đêm để xem có biểu lộ bị tác động như mình không, rồi tự buột ra một câu như cũng tự chấn an mình. Nó cố tình gây tác động đó, nhắc anh em cảnh giác quan sát kỹ trước chiến hào nghe. Lần đầu tiên tôi chứng kiến kiểu chiến tranh kỳ dị này, thú thật cũng bắt đầu bị tác động ghê gớm dù không có một phát súng nào. Trong tư tưởng cứ đan xen, vừa sao động với những âm thanh phát ra, vừa tự nhủ phải gạt qua một bên vì mình là một chỉ huy đang lãnh đạo một đơn vị chống lại một cuộc chiến tranh nhiều mặt của địch. Cứ nhắc tới một tập thể đơn vị thì hình như là một cuộc chạm trán đã nổ ra vài loạt đạn. Dần dần tôi và anh em bắt đầu bình tĩnh lại. Tiếng rì rào bàn tán của anh em dưới chiến hào bắt đầu rộ lên, như báo cáo đã vượt qua cú sốc ban đầu. Không khí cũng bớt căng thẳng, mặc dầu những âm thanh kêu gợi vẫn vọng đến bên tai. Thời gian trôi qua khá lâu, bỗng tiếng la rú bắt đầu chuyển qua cung bậc khác. Từ trong đồn bắt đầu xuất hiện một rồi hai con quân nhân nữ đi đủng đỉnh về hướng cầu, về phía ánh đèn đang rọi sáng. Tất cả khung cảnh hiện rõ mồn một trước các cặp mắt đang quan sát của toàn bộ anh em lính tráng nhà mình. Đến khu vực có ánh đèn soi rõ nhất, bọn chúng dừng lại, đứng dạng hai chân ra, tư thế cực kỳ khiêu khích. Sau khi uốn éo rậm rực một hồi, bọn chúng bắt đầu có những động tác vuốt ve mơn trớn nhau, cố tình làm cho lính ta nóng mặt. Bên này, lính ta hoàn toàn im lặng, xem thử còn có gì khác nữa. Chừng một hồi lâu, không nghe thấy phản ứng gì từ phía đội hình ta. Một con đứng xoay lưng lại, chổng mông kéo váy lên, đủ để cho lính ta nhìn rõ thấy phần mông trắng hếu lắc qua lắc lại. Ấn tượng đó đủ để tôi nhớ đến tận bây giờ. Khổ cho từ lính tới quan đồn Poi Pét lúc đó toàn là cỡ chưa có gia đình và chưa được nói tiếng yêu ai. Giận quá, nhưng không có gì để trút giận. Lính Thái nó không xuất hiện, không lẽ bắn vào phụ nữ, mà không lẽ cứ đứng đó nhìn hoài. Tôi liền ra lệnh cho anh em giải tán, ai về nhà nấy với nỗi niềm của mình. Hôm sau quan lính gặp nhau cứ cười cười, nhưng sao động thì sao động,
chứ đừng mong anh em chúng tôi bỏ đồn mà trốn qua Thái. Thực ra, những chuyện tôi kể ở trên mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm chuyện ở Poi Pét mà thôi. Không lâu sau đó, cũng vào một buổi tối đẹp trời khi màn đêm vừa buông xuống, hướng B2, Tây Bắc Poi Pét, đã nghe âm thanh ồn ào sôi động nổi lên một màn hình mỗi chiều hàng chục mét được trăng lên lộ thiên, mà phần phía sau quay về Poi Pét, cách bờ suối cạn chừng vài chục mét. Do địa hình phía trước B2 về hướng Thái, cây lúp xúp xen kẽ một số cây to dọc suối cạn, nên tầm nhìn từ hướng ta qua đó có những hạn chế. Có đoạn chỉ nhìn thấy hình ảnh thấp thoáng không rõ lắm, chỉ có tiếng rên la là nghe rõ mồn một như sát bên tai. Chúng chiếu phim được chừng hơn một giờ thì tôi mới xuống tới B2 để nắm tình hình anh em phía dưới. Gặp đồng chí Dũng, bê phó đang đứng sớ dớ, tôi liền hỏi: "Nó chiếu phim gì mà nghe om sòm vậy Dũng?" Chỉ nghe đồng chí Dũng trả lời: "Anh lên xem rồi biết." Ngay lập tức, đồng chí này kêu anh em lấy thang bắc lên cây gáo gần đội hình để tôi leo lên xem cho rõ toàn cảnh. Lúc này tôi mới giật mình vì thấy trên hàng gáo phía trước B2, cây nào cũng có vài ba chú lính leo lên thưởng thức phim đang chiếu. Đúng là anh em đã chuẩn bị cho vụ này lâu rồi thì phải. Chỉ có chỉ huy là không nắm được tình hình gì. Dù là chỉ huy nhưng các đồng chí cũng thông cảm. Lúc đó tôi còn tính thanh niên lắm, ở nhà cũng là chúa ghiền phim, nên thấy thang gác xong là lập tức bám trèo lên ngọn cây để tìm chỗ xem liền, không một lời từ chối. Không thể tin nổi, những gì đang xuất hiện lồ lộ trước mắt mình được minh họa nãy giờ bằng tiếng rên la thảm thiết. Anh em có tưởng tượng nổi những cảnh phòng the đang được biểu hiện bởi một màn hình kinh khủng như vậy nhìn nó thế nào không? Thời đó không có từ phim cấp 3 như bây giờ, chỉ thỉnh thoảng có một số ảnh khỏa thân của Mỹ từ chế độ cũ để lại thôi. Không biết bao lâu, nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng trên là hầu như tôi ngồi như trời trồng trong mấy phút. Sau đó mới trấn tĩnh, coi thêm vài phút nữa thì vội theo cầu thang leo xuống mà nghe tim mình như đang đánh lô tô, mặt nóng bừng như lên cơn sốt, đi vội về ban chỉ huy mà người cứ lâng lâng đến nỗi không ra được cái lệnh gì thích hợp cho đơn vị lúc đó. Đêm đó đúng là tôi thấy khó ngủ thực sự, suy nghĩ miên man, phải tìm biện pháp gì đối phó, chứ nếu để tình cảnh này kéo dài có lẽ không ổn lắm. Còn may là lý trí mình còn lấn át được trái tim, nhưng nếu nói không bị tác động bởi những cảnh nóng mà chúng cố tình tác động thì nghe như có gì cũng không ổn. Nhưng mà tìm cách gì thì suốt đêm tôi nghĩ mãi cũng không ra, trong khi điều kiện tổ chức quân chính lúc này cũng khó thực hiện. Và lại cán bộ tư tưởng thì đơn vị hiện đang không có đồng chí nào. Dịp may đến với đơn vị tôi khi vào khoảng một tuần sau, vào lúc 9 giờ một buổi tối, giữa lúc không gian đang tĩnh lặng, bỗng vang lên một tiếng cốc oành. Một quả M79 từ hướng Thái bắn vào đội hình, nổ tung ngay đoạn vòng xoay. Khu vực này lính ta không có ai ở, cả đơn vị phải triển khai sẵn sàng chiến đấu. Nhưng cả đêm hôm đó không thấy bên Thái động tĩnh gì tiếp. Sáng hôm sau khi ta ra cầu phản đối, tên đồn trưởng phân bua là có một tên lính say không kiềm chế nên bắn bậy, xin phía ta thông cảm. Hình như nghĩ chắc lính ta hơi hiền quá hay sao, 3 ngày sau cũng đúng thời điểm như mấy ngày trước, chúng lại cốc qua tiếp một trái M79 nữa. Đến lúc này tôi mới suy nghĩ và phát hiện ra âm mưu của chúng. Chọn thời điểm bắn qua, thật ra chúng cũng đã tính toán rất kỹ và nắm rõ đội hình của ta. Vào giờ đó, anh em trong đơn vị đã nghỉ ngơi, không đi lại nhiều, và khu vực nổ lại là nơi không có anh em ta sống, nên mục đích bắn qua của chúng chỉ là chọc tức ta thôi, chứ khả năng sát thương lính ta rất thấp. Sau đó, lấy lý do nào đó để ta khó phản ứng là xong. Là một chỉ huy đơn vị, nếu nhu nhược quá sẽ bị chiến sĩ lôi kéo hoặc coi thường, còn cứng nhắc kể cả
sẽ dẫn tới khó gần anh em, từ đó không nắm được tâm tư, tình cảm, dẫn đến xa rời đơn vị. Trong tình huống này cũng vậy, khi Thái lại xin lỗi lần thứ hai, thì tôi biết chắc rằng anh em đang chờ coi tôi sẽ xử lý tình huống này thế nào. 3 ngày nữa trôi qua, chiều hôm đó, trong giao ban, các đồng chí cán bộ B nói với tôi: "Em nghĩ tối nay nó lại bắn M79 qua mình nữa, anh Thảo." Đến 7 giờ, dùng máy kết nối tất cả các B, ban chỉ huy đại đội lệnh cho toàn thể anh em ra hết chiến hào, tư thế sẵn sàng chiến đấu. 8 giờ, bắt đầu là 12 ly 7, rồi đến súng bộ binh các cỡ hướng cửa khẩu, theo lệnh đồng loạt nã từng chùm đạn lửa vào đồn Thái. DKZ-82 bắn 2 quả về hướng tây bắc đồn, nơi khu vực không có dân cư. Lửa sáng rực nhấp nháy liên hồi về phía Thái. Quân tình nguyện lúc nào cũng chấp nhận nổ súng đánh nhau, còn tụi mày chỉ tập trận, bắn đi. Chưa từng chứng kiến tiếng đạn réo về phía mình, làm sao dám giỡn mặt với quân đội Việt Nam được. Toàn bộ điện đóm bên Thái vụt tắt, tối đen. Không có một tiếng động nào bên đó, dù là rất khẽ. Không biết đây có phải lần đầu nó bị quân ta phản ứng dữ dội như vậy hay không. Phải đến 12 giờ trưa hôm sau, tên đồn trưởng mới xuất hiện kêu ta ra để hỏi đêm qua phía ta có chuyện gì. Qua tên phiên dịch, tôi nói cho nó biết chẳng có gì, chẳng qua ở Việt Nam có lễ hội, anh em uống say quá không kiềm chế nên nổ súng lung tung, giờ tỉnh táo hết rồi, nhưng vài ngày nữa lại có cái lễ lớn hơn, nếu thấy bên này bắn tiếp, Thái cũng nổ súng phụ họa cho vui. Tên đồn trưởng sau khi nghe dịch lại, liền chắp hai tay về hướng ta, xá lịa, miệng lắp bắp không thành tiếng. Và dĩ nhiên, Poi Pét sau đó lại trở nên thanh bình như cũ. Có cho tiền, Thái cũng không dám khiêu khích, chọc giận quân tình nguyện Việt Nam nữa. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.